mạng nha, mạng hỏa, mạng thổ, mạng kim hợp nha, nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này. Rồi một cái mặt duy nhất, mặt này của Nga là đang đính sẵn viên 4 ly 2 luôn, trời ơi, thanh lý luôn này cả nhà, báo giá thanh lý luôn. 25 triệu cái mặt này quá rẻ luôn, gắn sẵn viên vàng 4 ly 2, mấy chị nhìn đây. Cái mặt này mình mua cái vỏ không cũng 25 triệu rồi nha. Viên vàng 4 ly 2 mà Nga bán là cũng 15 triệu viên đó. Coi như là mình được tặng cái viên vàng này là mình lời 15 triệu rồi nè. Nha. 25 triệu mặt dây chuyền này em có một cái duy nhất. 25. Mặt dây này của Nga là 12 ly nha cả nhà. Đường kính là 12 ly. Nhỏ xinh nha, mạng hỏa, mạng thổ, mạng kim nha, kim cương màu vàng ống ánh sáng ngời luôn. 25 triệu bé mặt này, ai thích ghi cho em 25 nha. Thẳng viên kim cương màu xanh lá, và viên kim cương màu xanh lá này của Nga là 4 ly 6 nè cả nhà. Có một cái duy nhất thôi, thanh lý bán tặng cái người đẹp luôn nè. Kim cương màu xanh lá màu 4 ly rưỡi Nga đã bán ở tiệm là 24 triệu một viên rồi nha cả nhà. Bây giờ nha, cái này đang gắn sẵn viên 4 ly 6 còn bự hơn 4 ly rưỡi nữa, mà cái này Nga thanh lý cho các chị em nè 23 triệu 800 thôi, chưa đủ tiền viên luôn chứ đừng nói tới cái vỏ, đúng không? 23 triệu 800, xinh xắn dễ thương, một sợi gì một cái duy nhất, gắn cho Nga cộng dây khoảng dưới 10 triệu nha, nhỏ xinh dễ thương lắm này cả nhà. 23 triệu 800, Nga có cái mặt dây chuyền kim cương màu hồng nè, gắn sẵn luôn nha, chứ không có bán viên rời nha cưng. Đây mặt trước nè, mặt sau như thế này đó, kim cương màu hồng mặt trước, mặt sau như thế này nha. Và cái mặt này Nga có được hai cái màu hồng thiên nhiên luôn nha. Đây là kim cương màu hồng, kim cương thiệt nha các chị em. Lên đây gặp Nga là bán kim cương thiệt không nha, đừng có lên mà hỏi chị Nga ơi cái này là kim cương thiệt hay giả nha. 15, đường kính là 15mm nha cả nhà, đẹp luôn, màu hồng nó quá đẹp. Màu hồng này màu hồng hồng tím, hồng bông súng á, hồng bông súng. Trời ơi, vừa mặt vừa hộp luôn. Viên màu hồng này của Nga là 3 ly 6 nha, 35 triệu rồi cả nhà. Vừa mặt vừa hộp luôn, giá quá mềm đúng không? 35 triệu là mua chưa được cái vỏ này luôn á.